cái hãng perfect spot này đã từng nổi danh với cái quay protein diesel Là mưa làm gió trên thị trường suốt một năm vừa qua chính là về cái nguyên liệu organic cho nên là cái sản phẩm vegan của mình cái sản phẩm à, đậu và hạt cũng phải là organic luôn thì nó mới theo được một cái à, xu hướng của hãng đặt ra như vậy Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Do Súp cùng với mình Ngày hôm nay mình sẽ làm clip để giới thiệu cho các bạn, nhất là những bạn nào đang ăn chay, một cái combo sản phẩm cực kỳ uy tín và nó phù hợp với cái lịch dinh dưỡng của các bạn, đó chính là sản phẩm Green EA và kèm với combo là Vegan Protein, một cái loại protein tổng hợp 10 loại organic tới từ nhà Perfect Sport có tên là Diazen Vegan và chi tiết và combo như thế nào. Thì mời các bạn theo dõi clip sau đây. Rồi, sản phẩm đầu tiên của combo hai loại này đó chính là Vegan Digen, một trong những cái sản phẩm protein thực vật có thể nói là số 1 thị trường hiện nay bởi vì những cái tiêu chí sau. Thứ nhất là nó chính là việc tổng hợp của 10 loại rau củ quả organic 100%. Thì như các bạn đã biết cái hãng Perfect Spot này đã từng nổi danh với cái quay protein diazen là mưa làm gió trên thị trường suốt một năm vừa qua Chính là về cái nguyên liệu organic Cho nên là cái sản phẩm vegan của mình, cái sản phẩm đậu và hạt cũng phải là organic luôn Thì nó mới theo được một cái xu hướng của hãng đặt ra như vậy Rồi Thì với cái vegan diazen này thì một serving của nó sẽ cung cấp cho các bạn là 23 gram protein cao cấp tổng hợp đầy đủ những cái EA EA cần thiết luôn Tại vì nó tổng hợp là toàn là những cái loại đậu và hạt cái đầy đủ amino acid và cái lượng này nó cũng phải nhiều luôn chứ không phải là dùng những cái loại hạt ví dụ như là đậu nành biến tính hay là uh, những cái hạt mà nó cái hàm lượng EA của nó thấp. Và đặc biệt luôn là cái sản phẩm vegan này nó là soy free. Nó phù hợp và thân thiện với những ai đang bị vấn đề về tuyến giáp không thể nào sử dụng những cái sản phẩm có soy, có đậu nành trong thành phần cho nên là các bạn có thể thoải mái sử dụng đặc biệt là không lacto, không gluten, không gây nổ mụn khi sử dụng. Vậy nên là đây là một trong những cái sản phẩm vô cùng thân thiện với tất cả mọi người, không riêng gì những người ăn chay. Đó, đây là sản phẩm vegan Diesel. Tiếp theo sẽ là Green EA. Đây là một trong những cái loại tổng hợp 50 loại rau củ quả. Những cái vi những cái dưỡng chất của nó mang lại là cực kỳ cần thiết để thứ nhất là chống lão hóa, thứ hai là giúp cơ thể hấp thu đầy đủ những cái chất dinh dưỡng từ thức ăn. Mà nhất với đó là đối với những người nào mà ăn chay thì cơ thể của họ chắc chắn là thiếu năng lượng, thiếu chất hơn là những người ăn mặn. Vậy nên là việc bổ sung cái à, cái loại này là vô cùng cần thiết. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó sẽ cung cấp đầy đủ cái EA là cái essential amino acid là những cái amino acid cần thiết cho cơ thể, nhất là cơ bắp với những người nào mà tập tạ ăn chay hoặc là ăn chay mà làm những công việc nặng như là bốc hàng đồ này kia, hoặc là những người nào mà thường xuyên bị stress do những cái công việc bàn giấy, ví dụ như là kế toán hay là giám đốc hay là ở bất cứ một cái việc gì đó cần phải tính toán dùng đầu óc nhiều. Rồi, thứ nhất thứ hai nữa sẽ là tinh chất nước dừa. Thì đây là nước dừa thì nó sẽ bổ sung những cái khoáng chất rất là tốt cho cơ thể. Thì cái sản phẩm này tốt nhất là chúng ta nên dùng vào những cái bữa Ví dụ như là bữa sáng hoặc là bắt đầu một ca làm việc Ví dụ như các bạn nào làm chiều đi Thì xế mình ngủ dậy, mình uống một muỗng này Là cơ thể mình đã đầy đủ dưỡng chất Để mình bắt tay vào một cái ca làm việc mới Để cho cái năng suất, cái hiệu suất làm việc nó sẽ được tăng cao Và khi mà hai cái sản phẩm Vegan, Diazen cũng như là Green AI này kết hợp lại thì nó sẽ mang lại một cái nguồn dưỡng chất vi chất cực kỳ dồi dào. Đây là 50 loại rau củ quả, đây là 10 loại đậu và hạt organic 100%, cho nên là cái sản phẩm này là không những là chất lượng mà còn ngon miệng nữa. Rồi, thì nếu như các bạn nào còn thêm thắc mắc gì về cái bộ đồ sản phẩm này, thì vô lòng bình luận ngay bên dưới phần comment hoặc là nhắn tin vào fanpage do sức là mình trên Facebook sẽ sẽ có người ngay lập tức tư vấn chốt đơn và ship hàng tới cho mọi người. Rồi, à, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những clip sau.